Xin chào các bạn ha, mình là Jack ha, tên của mình là Jack đó đây. Thì hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái tỉnh khá là xa Bangkok, người ta được gọi là phố đô Ayutthaya nha mấy bạn. Là một cái vương triều rất thịnh vượng và giàu có nha mấy bạn, vào năm 1351 đến năm 1767. Chú tại sao mà cái đầu Phật nó treo trên cây, một cái cây Bồ đề rất là to. Rồi chào các bạn, hiện tại mình đang đi ở khu vực chùa Wat Ma Thát. Nơi đây là có một cái di sản văn hóa của thế giới ha. Tất cả những người người ta tập trung vào đây, người ta đi nghiên cứu tại sao mà cái đầu Phật nó treo trên cây, một cái cây Bồ đề rất là to. Tí xíu mình vào bên trong ha các bạn. Mình sẽ không thể ở đây dễ thương hơn các bạn, dễ thương. Ở trên dưới Thầy Gia dễ thương hơn. Nhiều màu lắm chứ không phải giống như Pattaya đâu nha. Đẹp không? Ở đây thì tất cả những người Tây, người châu Âu, người ta đến đây người ta tìm hiểu. Tại vì người Tây người ta rất là thích đi về tham quan về lịch sử các bạn. Lâu lắm rồi mình không đi, chắc có lẽ ở đây chắc khoảng tầm 50 bạc một người đi vào đó. Theo mình được biết thì dưới triều vua Narai, tại vì ông tại vì được lên ngôi chỉ có 32 năm thôi, thì đời sống và thành trì dưới thời gian rất là hưng thịnh như vậy. Chỗ này nè là cái cây, có cái cây bồ đề nha. Đây là đây chứ, đây là đây. Đây, ở đó, ngay chỗ đó đó mấy bạn. Bán vé này, một vé hình như là 50 bạc. Đây là toàn cảnh khung viên của ngôi chùa Wat Ma Thát nha mấy bạn. Ma Thát là tên của cái tháp lớn ở giữa đó mấy bạn. Nhưng mà bây giờ chiến tranh tàn phá thì không còn nữa, nó bị hư rồi, còn cái chân thôi. Thì mình sẽ cùng dắt đi vào bên trong nha. Let's go. Đập vào mắt chúng ta khi bước vào đó là các tượng Phật bị chẻ ra nha mấy bạn. Các bạn nhìn bên kia kìa, nó có một cái tượng Phật chỉ có từ bụng trở xuống thôi nhé. Dắt đang ở có mặt ở tỉnh Ayutthaya, thì nên đây là cái ngôi chùa có tên là Wat Ma Thát. Thì thật sự Wat Ma Thát là một cái tháp lớn ở phía bên trong ấy. Thật sự là ở đây nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là một cái đầu tượng Phật bị chặt xong sau đó thì để dưới một cái gốc chân cây Bồ đề đó. Thì dân cây Bồ đề này một đêm rõ rễ ra mới ôm mấy lấy cái đầu Phật nè. Rồi mời bạn vô đây theo mình nè. Chúng ta thấy có rất là nhiều người đang chụp hình ở nơi đây ha. Mình muốn chụp hình ở đây thì mình phải ngồi thấp hơn so với cái đầu của Đức Phật nha mấy bạn. Các bạn thấy không ạ? Đây là một cái tượng Phật với một cái đầu thôi, được nằm ở trên cái một cái thân cây Bồ đề nhé, một cái thân cây Bồ đề này. Do là cái rễ cây nó ôm lấy đầu Đức Phật nha mấy bạn. Thì theo năm tháng thì cái rễ cây nó cao lên thì ôm lấy cái đầu Đức Phật được đưa lên cao luôn các bạn. Thì đây là một cái nơi người ta gọi là di sản văn hóa của thế giới nha các bạn. Đây nè các bạn thấy mấy tượng Phật nè. Và đây là sự tàn phá của chiến tranh nha các bạn. Những đội quân xâm lược nó vào họ lấy vàng ở trong những bức tượng Phật này nên nó mới có hình hài như vậy. Cái kiến trúc nơi đây nó giống như cái kiến trúc của đế chế Khmer cũ nha mấy bạn. Thái họ có một cái tập tục đó là giấu vàng trong tượng Phật nữa, nên là sẽ có một bộ phim đó là truy tìm những bức tượng Phật ha. Kiến trúc này thì nó rất là cổ, nó giống như tháp chàm Busanu hay là tháp chàm Boraga hay là tháp chàm ở
buôn con Sarai ở Ninh Thuận đấy, thì nó giống như vậy, tại vì ngày xưa thì họ hay chất chồng những cái thăm gạch gạch này lên. Ở đây thì người ta chỉ được leo lên thôi chứ không được bay phá này cái kia ha. Kiến trúc ở đây thì nó bị tàn phá rất là nhiều. Thì ở bên kia là cái đền to nhất của khu vực này ha, giống như chánh điện nhưng mà nó bị chiến tranh tàn phá nhiều. Và bây giờ nó chỉ còn có cái chân tháp thôi, chứ thực sự nó rất là cao. Đây là những bức tượng Phật mà bị quân Miến Điện đánh phá vào và lấy vàng ở trong tượng Phật nha các bạn. Nên là người Thái họ hay có một cái tập tục đó là giác vàng bên trong tượng Phật và ốp vàng lên trên mái chùa nha các bạn. Bị chặt hết những cánh tay Phật, chẻ cái mình Phật ra để lấy vàng ở phía bên trong ha. Ở đây là cái tàn tích Ayutthaya ở tỉnh Ayutthaya nha các bạn. Giờ mình ra đường này được không? Ra được. Các bạn thấy rồi đó ha, rất là nhiều. Ayutthaya là một cái thành cổ rất là lớn. Đây là Ma Hạ Tháp, đó là một cái tháp lớn ha, ý nghĩa tiếng Việt đó là một cái tháp lớn, rất là đẹp ha. Trời, Ayutthaya rất là nóng ha, nóng hơn những tỉnh khác khoảng 2 độ ha. Vì sao mà người Ayutthaya cổ đó họ thích để vàng trong tượng Phật? Tại vì người ta nói rằng là nơi nào có sự nóng lên của nhiệt thì nơi đó có sự linh thiêng của Phật giáo. Thì người ta hay giấu vàng ở trong tượng Phật, ốp vàng lên trên mái chùa là như thế các bạn. Vì thế nên là những cái đế chế xâm lược đó, họ lợi dụng và họ biết được là người Thái có cái tập tục như thế, nên họ đã chẻ đi những cái đầu Phật, chặt đi những cánh tay Phật và lấy vàng ở trong đó. Bị đốt mà, các bạn thấy mấy cái đèn đen ở phía bên trên không? Nó bị đốt hết rồi. Đốt rồi xong sau đó đốt chùa nè, đuổi sư là quân của Sảo qua đi ngày xưa. Nhưng mà đây là những cái tàn tích đó là lịch sử ngày xưa. Các bạn thấy không? Toàn bộ cái tàn tích này là tầm khoảng 500 cái bức tượng Phật bị chặt những cái đầu nha các bạn. Rồi chặt đi những cái mình, chặt đi những cánh tay hết luôn. Xong sau đó thì họ lấy vàng và đem về đất nước của họ. Các bạn nhìn kỹ xem nó có đẹp không? Nó bị tàn phá rồi mà nó đẹp như vậy đó. Nó chưa tàn phá thì nó đẹp như thế nào các bạn? Bên kia là mấy cái tháp này nó cũng bị siêu bẹo qua thời gian nữa bạn. Thời gian thì nó tàn phá đi rất nhiều thứ, ngay cả sắc đẹp nó cũng tàn phá luôn. Đó, bên kia có một cái tháp lớn bị bom đạn dội nè, rồi chiến tranh tàn phá rất là nhiều ha. Những đền đài, những cái tháp lớn này đều hư hết. Những cái bức tượng Phật này á, là bị chặt rồi. Đây có một cái bức tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà các bạn nhìn thấy rõ không? Các bạn nhìn thấy cực thật kỹ nha, là đây là những bức tượng Phật bị chẻ rồi mà người ta đó là tôn tạo lại vậy nha, nó như vậy chứ không phải là nguyên thủy nha các bạn, là người ta chỉ nối lại, người ta ghép lại thôi chứ hồi xưa bị chặt ra hết rồi nhé. Đó. Dưới triều vua Narai vào thế kỷ 15 thì sứ thần của người Pháp do ông vua Louis thứ 14 qua bên này thì họ nói rằng là Ayutthaya có những cung điện tráng lệ không khác gì Paris là bây giờ. Cái khu di sản văn hóa thế giới này rất là đẹp và rất là to và rộng nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn kỹ một vòng thử xem. Đây là di sản văn hóa của thế giới ha. Cố đô Ayutthaya thuộc tỉnh Ayutthaya của Thái Lan nha mấy bạn. Xuống thôi. Đây là những cái tháp mà họ tôn dựng lại một tí xíu.
tí xíu nó hơi dẹo nha. Và bún tháp luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn, đẹp theo cái kiểu kiến trúc xưa cổ. Đây cái chương trình ở đây của mình là kết thúc ở cái khu vực này ha. Hẹn gặp lại các bạn vào một cái chương trình khác ở một cái nơi khác hay hơn. Nhớ subscribe và chia sẻ kênh của mình nha. Xin chào. À, mình quên mất. Nếu mà mấy bạn muốn đi Ayutthaya thì mấy bạn tốt nhất là mấy bạn nên đón taxi khoảng 2.000 bạc đi về. Và lên trên này thì nó có rất là nhiều điểm tham quan. Giống như là Wat Chai Chamunkhon, là một cái ngôi chùa rất là lớn ở tỉnh Ayutthaya, trong có hơn 400 chùa trong cái tỉnh này. Cung điện Pan Baing là cung điện mùa hè của vua Rama thứ 5. Và có một nơi nữa, đó là chợ nổi trên Ayutthaya. Còn cái điểm mà chúng ta mới vừa tham quan là Wat Mahathat. Thì hẹn gặp lại và các bạn ở một cái điểm mới, đó là cung điện Pan Baing nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Đừng quên đăng ký và chia sẻ cái kênh của Dắt nha mấy bạn.